Vâng, em xin chào các bác nhé. Hôm nay là ngày thứ hai cái bông phi điệp nở. Hôm nay là dương lịch là ngày 11, là ngày 11 tháng 11. Vâng. Trời hôm nay trở rét và đặc biệt là trời hôm nay còn đang mưa. Bây giờ là lúc 2 giờ chiều. Hôm nay rất vui vì bông phi điệp nở trái mùa, rất đẹp. Bông phi điệp ám, dòng ám phi 21 của Cao Bằng. Đây các bác có thể xem trời đang u ám rất và mưa gió. Trời đang mưa các bạn, mưa nhỏ thôi mà rất u ám. Đây, các bạn nhìn ở vườn em, nước đang long tong này. Đấy. Em định để sáng ngày mai em quay. Ngày mai thì cánh của cái bông hoa này sẽ lở căng, cong vút và sẽ trắng hơn. Nhưng mà em sợ là tí chẳng may mưa nó to thì nó lại ướt vào cái cánh hoa thì nó sẽ xấu cái bông hoa đi. Vâng, đây các bác xem tổng thể cái gò lan thân rất dài, thân dài hơn mét, rất to và rất xanh. Đây các bác xem thân rất xanh sạch, không một chút tì vết nào. Rất xanh nhá, xanh từ đầu lá đến cuống lá này, không một chút tì vết nào. Đây, em cho các bác xem bông hoa này. Hoa nở rất đẹp. Bác nhìn cuống này, cuống hoa này rất xanh. Cuống hoa rất xanh. Ở bên này nó còn có một nụ nữa. Cái nụ này nó bị chui ở trong kẽ lá nhá. Nó bị chui ở trong kẽ lá mà nó không ra được. Tôi phải xé cái lá ra. Khi xé cái lá ra thì cái cuống của nó lại cong, nó không ngửa được cái bông hoa ra. Cái nụ thai ở bên dưới này nó bị bó. Đó, cánh vẫn ám xanh xanh này. Cái nụ bên dưới này thì hôm nay mới hé thôi, chưa lở. Và cái nụ này lở từ hôm qua, hôm nay được 2 ngày. Đó, nhìn kỹ này, bông rất bay, cánh hai cánh vai rất bầu, rất đẹp. Vân thùy ở giữa rất là trắng nhé, rõ ràng. Đấy. Cái mép của cái hoa này là nó, cái mép này là nó hơi bị bẩn nhé, do nước mưa nó vào. Đấy. Thì các bác như thấy này thì cánh rất sáng. Đấy, nhưng vẫn có hơi viền một chút viền tím. Đấy, nhưng mà chỉ khoảng lở được khoảng 2-3 hôm thì bắt đầu cái viền tím này nó sẽ bị bay nhé, nó bay và cánh nó sẽ trắng sáng ra. Đấy. Nếu mà trời mà có nắng mà khoảng 2-3 hôm nữa thì nhìn cái bông hoa nó sẽ rất trắng, rất trắng, màu tím nó sẽ biến mất. Vâng, trời bắt đầu mưa to. Các bác nhìn này, đấy, trời đang mưa, bắt đầu mưa rất là to. Đấy, tôi phải quay ngay, không tôi sợ ngày mai là cái bông hoa này nó sẽ tàn mất. Đấy, đằng sau này còn một nụ nữa. Các bác nhìn cuống này, cuống nụ xanh, rất xanh.
Rất đẹp. Hai cánh vai rất to, rất rộng và rất cân đối. Cái bông này nó hơi bị ngược một chút. Phân thì trắng rõ ràng. Cái này là năm ngoái nó nở hoa, thì sau khoảng thì nó vào mùa hè trời nó nắng, thì sau khoảng tầm độ 5 ngày thì bắt đầu là những cái điểm tím nhạt này là bay hết và lộ ra một màu nó trắng tinh. Hôm nay là do thời tiết rất là u ám nhé các bác nhé, và bây giờ là hơn 2 giờ chiều rồi nhưng cánh hoa vẫn rất bay, rất đẹp. Nhìn phía sau này, cuống hoa này, cuống hoa xanh gáp từ chân cuống cho đến cổ hoa nhé. Đấy. Thân lá rất xanh sạch nhé, không một chút tì vết nào. Mà thân rất khủng luôn. Này các bác xem nó ra cái đây, các bạn xem cái ki này nó cũng ra trái mùa. Ki này to đúng bằng cái đầu bút bi nhé, bằng bút bi. Lá rất to, bản lá rất to dài, thân rất khủng. Như cái ki ở bên dưới này là tôi phải xé cái lá ra, xé cái lá để cái lá nó dày quá nó không chui ra được. Đấy, cái này cũng phải xé này để cho cái kia nó đang chuẩn bị chui ra này. Các bác nhìn mắt nó sưng không? Nó sưng rất lâu rồi nhưng nó không đâm ra được, tôi phải xé cái lá ra. Đấy, đây đã, kia nữa. Kia rất khủng, nhìn kia rất xanh nhá, kia ra rất xanh sạch và các đường chỉ trắng rất dài, gần như là dài từ đầu mắt này đến tận mắt kia. Đấy. Đây, các bác nhìn thân lá này. Đấy. Các bác gạch trắng các bác nhìn không? Rất to, rõ nét và nó đi từ khắp lọ đến dài đến tận khắp kia chứ nó không ngắn nhé. Thân rất xanh sạch. Đấy, xanh không tì vết. Giò lan này rất khủng nhé. Được hai nụ nhé, họng rất xanh sạch, lưỡi trắng. Như năm ngoái thì tôi để ý là sau khi lở được khoảng 5 ngày và những ngày trời nắng ấy, thì là bắt đầu là những cái màu khoảng một chút cái màu viền tím nhạt ấy, là nó sẽ bay hết và nó lộ ra một màu trắng. Nhìn từ xa thì năm cánh trắng hết. Đôi hoa rất đẹp, hai cánh vai rất rộng. Tôi xin chào các bác nhé. Nếu các bác thấy hay thì ấn vào nút đăng ký. Xin cảm ơn các bác.